EOPS sáng tác Ecotech Canada, sản xuất ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Đây, sơ đồ đó. Sơ đồ tổng tổng quát. Ở chế độ bình thường này nó có điện, lúc nó chạy bằng điện lưới nó chạy điện lưới thì mình có điện lưới nó vào cái con relay. Điện lưới nó di theo đường này. Giống như là lô bi. Đây, chú Kỳ Dương. Ở dưới đó là lô bi, còn đây này là bi. Lô bi là con Hà. Còn bạn bi là con Hậu. Chú Kỳ Âm. Còn cái con phép này nó là nhu cấp nguồn cái module VFC nữa. Còn lúc mà mất điện cái thì cái mạch xung đây là khởi động mạch xung DC này. Nó sử dụng cái con SG3525 này để cấp xuống cho cái mạch. Xem này. Thì mất điện này khoảng thời gian mà chuyển từ điện lưới sang điện ấy, thì nó nhờ điện trong mấy con tủ này giữ, như thế nó cũng gây nháy điện. Còn trường hợp iPad thì iPad là đi theo đường này. L8, L9, L9.